Sáng ngày 3 tháng 11, tại Trung tâm Hội nghị huyện Lang Chánh, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn luật dân quân tự vệ và luật lực lượng dự bị động viên. Dự hội nghị có đồng chí Lữ Đức Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo tập huấn cấp huyện, đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, đồng chí Tạ Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện, lãnh đạo các cơ quan, các ngành đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, chính trị viên phó, trưởng tự vệ các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong toàn huyện. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lữ Đức Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo tập huấn cấp huyện nhấn mạnh, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ có vị trí rất quan trọng trong thế trận quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân. Để tiếp tục xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ hùng hậu, có chất lượng cao, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 đã biểu quyết thông qua luật lực lượng dân quân tự vệ, luật lực lượng dự bị động viên có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, thay thế pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên năm 1996, luật dân quân tự vệ năm 2009. Nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất hiệu quả luật lực lượng dự bị động viên, luật dân quân tự vệ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề cần bám sát thể hiện đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thông tin chính xác, liên hệ và vận dụng sáng tạo với tình hình thực tế. Các đại biểu dự hội nghị tập huấn nghiên cứu nắm vững các nội dung cơ bản, nhất là sự phát triển mới của hai luật và các quy định có liên quan, kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và kiến nghị đề xuất chủ trương nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thực hiện trong thời gian tới nhằm hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thể chế pháp luật của nhà nước về lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức lớp tập huấn, phân công cụ thể nội dung từng chuyên đề để báo cáo viên giới thiệu đạt chất lượng, duy trì đúng nội dung chương trình đã xác định để hội nghị tập huấn đạt kết quả cao nhất. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên triển khai các văn bản pháp luật mới về dân quân tự vệ, nội dung cơ bản của luật dân quân tự vệ, các nghị định, thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật dân quân tự vệ của chính phủ và bộ, ngành, các nội dung cơ bản của luật lực lượng dự bị động viên, nghị định quy định danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị, nội dung cơ bản của nghị định huy động lực lượng dự bị động viên, khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ, nghị định quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh, cấp huyện, nội dung cơ bản của nghị định quy định về sĩ quan dự bị quân đội nhân dân Việt Nam và nghị định quy định chế độ chính sách trong xây dựng huy động lực lượng dự bị động viên. Như các đồng chí đã biết,